Xin chào, các bạn đang theo dõi một video vô cùng thú vị về buổi giao hàng Kidman KS1 tại chung cư Petroland trên kênh YouTube Minh Phụng Music. Không dài dòng, các bạn theo dõi video của chúng mình nhé. Cách đây khoảng 2 ngày, anh khách cùng con trai đã đến showroom 347 Điện Biên Phủ để lựa đàn và đã quyết định mua cây piano điện Kidman KS1. Thế là ngay lập tức đội ngũ Minh Phụng lên đường đưa em nó đến quận 12. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ Minh Phụng Music nói chung và hãng Kidman nói riêng để có được video này. Trước mắt các bạn là cảnh đường phố Sài Gòn vào buổi chiều. Đường phố hôm nay khá vắng vẻ nên việc giao hàng rất dễ dàng. Cuối cùng chúng mình cũng đến nơi. Anh em đang dỡ hàng từ xe xuống và chuẩn bị mang vào nhà khách. Vâng, các bạn nhận ra rồi đấy, hai đứa mình đang khiêng đàn, cho nên cameraman chính là anh chủ nhà đó. Anh rất vui vẻ và nhiệt tình. Cùng mình lắp đàn KS1 nào. Trong thùng KS1 bao gồm thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, một bộ nguồn và một bộ ốc lắp đàn. Các bạn còn được tặng một ghế piano cao cấp tạo sự thoải mái khi chơi đàn với kiểu dáng cứng cáp. Kidman KS1 có những điểm nổi bật nào? Cùng mình xem nhé. Cây đàn có thiết kế gọn gàng vuông vức nên dễ dàng mang vác di chuyển chỉ với hai người. Bàn phím với 88 phím được bổ sung cảm ứng lực nhấn 5 cấp độ, đem đến cho bạn cảm giác chơi đàn chuyên nghiệp. Đàn sở hữu 128 âm polyphony và 20 âm sắc, đem đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Cùng với nhiều cổng âm thanh chất lượng cao, thông qua cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính và điện thoại thông minh cùng máy tính bảng vô cùng dễ dàng, hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Còn nhiều chức năng như đếm nhịp với metronome, slip mode chia bàn phím, Trinova trộn tiếng, transpo tăng giảm tông, đàn tự tắt khi không sử dụng trong 30 phút với chức năng auto off. KS1 có 3 màu trắng, đen, nâu gỗ để cho bạn chọn lựa theo sở thích, và đó là những điểm nổi bật của Kidman KS1. Nếu các bạn muốn tham khảo thêm về các mẫu piano xịn nhưng giá cả hợp lý cùng nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn, hãy ghé showroom chúng mình. Các bạn sẽ có những quyền lợi đặc biệt như bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%, và quá trình lắp đặt Kidman KS1 đã hoàn tất. Rất vui vì các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng mình, và có bất cứ câu hỏi nào về cây đàn Kidman KS1, các bạn hãy comment ở phía bên dưới. Đừng quên like, share, subscribe để kênh ngày càng phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.